Đây là đài truyền hình Ven TV được phát hình trên băng tần 55.2 tại thành phố Houston, Texas. Chúng tôi là Nam Sơn. Cùng với Thục Linh. Xin kính chào quý vị khán thính giả trong chương trình thời sự hôm nay nhằm đem lại những thông tin thời sự đa dạng và cập nhật đáng chú ý vừa mới diễn ra và được trực tiếp phát hình mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu. Phần thời sự hôm nay cũng được sự bảo trợ của chợ Fiesta, của trung tâm Hollywood Dentist và của cơ sở Quick Cash Funding. Hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 18 Tây, tháng 6 năm 2012. Trước khi tường thuật những bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin được mời chị Thục Linh với bản tin thời tiết. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Sơn và kính thưa quý vị. Theo chuyên gia khí tượng là ông Mario Gomez dự đoán thời tiết ngày hôm nay vào là ngày thứ Hai cho biết chúng ta có thể sẽ có những trận mưa rào đổ xuống vào buổi chiều nay và tiếp tục như vậy trong vài ngày tới với xác suất mưa bắt đầu hôm nay là 20%. Ông Gomez cũng nói rằng chúng ta sẽ có gần nửa tuần đều là những ngày ướt át vì mưa rơi do trong vùng vịnh của Mexico có một hệ thống bão sẽ mang mưa đến hôm nay và cũng là nơi để cho một cơn bão nhiệt đới tên là Chris có thể phát triển vào cuối tuần này. Nhiệt độ vào trưa nay sẽ tăng lên cao ở mức 92 độ, gió hướng đông, đông nam 7 dặm một giờ. Độ ẩm trong không khí là 51%, mây nhiều kéo rải rác khắp khu vực. Vào tối nay, nhiệt độ qua đêm cũng giảm thấp, đo được tại vùng Katy và Houston là 72 độ. Trong khi đó, tại Conroe đo được là 73 độ. Hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 20 phút sáng và lặn lúc 8 giờ 23 phút tối, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên mà chúng tôi xin gửi tới quý vị là một trái bom nổ chậm nữa. Đây là cái trái bom nổ chậm do Tổng thống Barack Obama đưa ra trong cái cuối tuần vừa qua. Thưa quý vị, trước đây thì trái bom đầu tiên ông Obama đưa ra đó là về cái vấn đề đồng tính. Kết hôn đồng tính. Bây giờ thì ông lại đưa ra một quả bom khác làm xôn xao tất cả dư luận trên toàn nước Mỹ. Đó là vấn đề người nhập cư bất hợp pháp. Ông ta vừa ra một cái lệnh là ngưng trục xuất tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp còn trẻ tuổi, đã hạn tuổi từ 16 cho tới 30 tuổi đã được vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp nhưng mà không phải là do lỗi của chính họ. Cái điều này có nghĩa là giả sử như cha mẹ dẫn đứa con trốn qua bên nước Mỹ, cái đứa con nó đâu có biết gì, còn nhỏ không có biết gì, và nó ở Mỹ thì luật của Mỹ nó được vô trường, nó học vân vân, nhưng mà nó vẫn không có giấy tờ hợp pháp. Bây giờ thì Tổng thống Obama cho phép những cái người trẻ tuổi đó từ 16 tới 30, nếu mà họ không có, là cái việc mà nhập cư không phải là lỗi của riêng đứa nhỏ đó đó, thì đứa nhỏ đó nếu mà chưa có tiền án, ha, thì đứa nhỏ đó có thể làm cái đơn để mà xin được trở thành hợp lệ trong vòng 2 năm. Và những người này sẽ được có số xã hội, sẽ được đi làm việc giống như một người bình thường khác. Thì đó có lẽ là cái bước đầu để hợp thức hóa những người này. Thì cái việc này đã làm cho hàng ngàn cái người mà gốc mà Nam Mỹ, gốc Latin đó, hàng ngàn người sẽ được hợp thức hóa. Và cái điều này đã được cái giới cộng đồng người châu Mỹ gốc Latin, người Mỹ Nam Mỹ lên đây đó, thì họ hoan nghênh một cách rất là nhiệt liệt, rất là mừng. Nhưng mà ngược lại thì ông Obama cũng bị chỉ trích nặng nề bởi những thành viên của đảng Cộng hòa. Thí dụ như thống đốc Rick Perry thì cho rằng ông Obama vì cái mục đích chính trị, vì cái mục đích muốn ra tranh cử mới đưa ra những cái điều khoản này, mà những cái điều khoản này là không có phải nhằm mục đích giúp người Latino mà chỉ nhằm mục đích để cái mục đích chính trị mà thôi. Ông nói rằng ông Tổng thống Obama đã quên cả luật pháp luôn, đã quên cả quốc hội, là bởi vì cái quyền quyết định như vậy đó là thường là phải được quốc hội quyết định coi những người nào hợp pháp hay không hợp pháp như thế nào và cái đạo luật đó như thế nào thì phải do quốc hội đưa ra. Dạ vâng. Nhưng mà ông Obama biết rằng nếu mà ông đưa ra những cái đạo luật như vậy đó thì không khi nào được quốc hội chấp thuận, là bởi vì cái hạ nghị viện là do đảng Cộng hòa là nắm, mà cái thượng nghị viện thì do đảng Dân chủ nắm. Thành ra một cái đạo luật mà gây nhiều tranh cãi như vậy đó thì không khi nào được thông qua bởi quốc hội. Cho nên ông đã bypass quốc hội và ông đưa ra một cái lệnh về hành chánh mà thôi.
Dạ vâng, chính cái điều này ông thống đốc Rick Perry của Texas của chúng ta ngày hôm cuối tuần qua cũng đã lên tiếng phản đối mạnh thì mẽ phải vậy. trong cái lời tuyên bố của sau khi lời tuyên bố của Tổng thống Obama được đưa ra, thì ông cũng có nói như là lời anh Nam Sơn vừa mới nói qua đó thưa quý vị, đó là ông bảo là ông Tổng thống Obama cũng là với lại những cái người trong chính quyền của Tổng thống Obama đã phớt lờ Quốc hội, không thèm đá động gì đến mà tự động thành ra đó là một cái đưa ra cái quả bom này. Thành ra chị biết rằng cái vấn đề này đó nó sẽ còn nhiều tranh cãi tiếp dạ theo vâng. nữa. Nhưng mà cái điểm đặc biệt đứng về phương diện chính trị mà xét đó, thì cái điều này ông Obama lại chơi trội ông Romney dữ lắm. Dạ. Là bởi vì khi ông đưa ra cái điều này đó thì ông Romney ở vào cái thế lững lờ. Là bây giờ nếu mà chống lại với lại cái quyết định này của ông Obama thì sẽ bị gây cái sự bất mãn giữa cái cộng đồng người Latin. Dạ vâng. Mà nếu mà gây cái sự bất mãn đó thì rất thiệt hại cho cái cuộc bầu cử sắp tới đây. Ông sẽ không có cái phiếu bầu mà của nếu họ. Ông ta công nhận cái điều đó đó thì chỉ là theo đuôi ông Obama mà thôi, và ông sẽ bị những thành phần bảo thủ của Đảng Cộng hòa công kích kịch liệt. Thành ra đằng nào nếu ông ủng hộ cũng vậy mà ông không ủng hộ cũng vậy thì ông cũng đều là bị lọt vào cái tình trạng rất khó khăn. Cho nên khi mà được báo chí phỏng vấn đó thì ông đã không đưa ra một cái nhận định nào hết, nhưng mà ông chỉ trích ông Obama là đã dùng một cái người Latino này để thực hiện cái mục đích chính trị của ông ta mà thôi. Thì ông chỉ trích đây là một quyết định chính trị chứ không phải quyết định nhằm giải quyết cái nạn người nhập cư bất hợp pháp ở nước Mỹ. Dạ vâng. Thành ra cái điều này đó nó sẽ gây tranh cãi lớn lao, và trong những cái ngày tới đây đó thì chắc chắn rằng ông Romney sẽ phải đưa ra một cái quyết định, là một cái nhận định là cái này đúng hay sai, và cái quan điểm về người nhập cư của ông ta sẽ là như thế nào. Mà xin lưu ý rằng ở đây không phải là nói tất cả những người nhập cư bất hợp pháp, mà là chỉ nói những cái người nhập cư mà khi nhập vào nước Mỹ những người đó còn là trẻ em, còn là con nít, bây giờ lớn lên, đi học lớn lên ha. Thì mà trong cái hạn tuổi từ 16 tới 30, ông Romney thì lại nói rằng ông đồng ý cái giải pháp này đối với những người mà ở trong quân đội mà thôi. Ở trong quân đội, nếu những người trẻ tuổi đó đang phục vụ trong quân đội, bởi vì họ đang phục vụ cho quốc gia Hoa Kỳ, họ đang đem cái tính mạng ra để bảo vệ cái nước Mỹ, thì họ mới xứng đáng là được cho là thẻ xanh ha, và sau đó có thể nhập tịch. Dạ. Ông Romney chỉ giới hạn trong cái điều đó, trong cái giai đoạn này mà thôi. Ông chưa đưa ra một cái nhận định thật là rõ rệt về cái quyết định mà ông Obama đưa ra, mà ông chỉ cho đó là một quyết định chính trị chứ không phải là một quyết định hành chính nữa. Dạ, theo như anh Nam Sơn nhận định thì ra sao? Tại vì theo cá nhân của Linh thì nhìn thấy như thế này, nếu là những cái trẻ em thuộc cái lứa tuổi từ 16 cho đến 30 đã trưởng thành từ ở bên nước Mỹ, dù rằng là cha mẹ của họ đã vào Hoa Kỳ để nhập cư một cách bất hợp pháp, nhưng mà họ đã lớn lên tại đây và họ đã được theo ăn học ở tại đây, thì sau khi đó thì họ đã ra trường, như là trường hợp một số những thanh niên trẻ tại thành phố Houston cũng có liên quan đến cái chương trình của ông Tổng thống Obama vừa mới đề cập vào cuối tuần qua, thì họ đã có những cái công ăn việc làm tại thành phố, thì đương nhiên nếu mà họ cũng đã không những là họ đóng góp cho một cái nền kinh tế của Hoa Kỳ tại địa phương, thì cũng đâu có khác gì những người mà đi phục vụ ở trong ngành quân đội, đó là bảo vệ quốc gia, còn đằng này là họ đóng góp cái sức khả năng của họ, trong cái kiến thức của họ để mà bổ sung vào trong cái lĩnh vực kinh tế, thì cũng nên đáng để cho họ được nhập cư vào một cách hợp pháp chứ. Thưa chị, như chị nói đó, những cái điều đó họ xứng đáng hay không đó, thì sự thật ra mình nói cái chuyện đó nó không phải là cái vấn đề xứng đáng hay không, mà là cái vấn đề phải bảo vệ luật pháp của Hoa Kỳ. Nếu mà bây giờ đương nhiên mình chấp nhận những đứa nhỏ mà được đi vô đây rồi sẽ trở thành hợp pháp, thì cái người gốc Latino đó là họ sẽ đem con nít qua đây chứ họ không phải đi một mình trốn ở đây nữa. Mỗi lần trốn họ đem con họ qua hết, mà khi họ lọt qua được cái biên giới rồi thì con của họ sẽ chắc chắn sẽ trở thành người Mỹ sau này. Thành ra vì như vậy cái vấn đề là ở chỗ đó. Chứ còn nếu mà cho những cái đứa mà hiện tại bây giờ đang ở đây rồi, đã cư ngụ ít nhất là 5 năm trên nước Mỹ, không có tiền án tiền sự ha, và không có cái lỗi lầm về vấn đề nhập cảnh đó, thì mình cho họ vô thì đó là một biện pháp nhân đạo, thì cái đó mình xét về phương diện nhân đạo nó là hợp lý.
Nhưng mà xét về cái khía cạnh chính trị của cái vấn đề đó thì lại là khác. Bởi vì nếu mà một ông tổng thống mà vượt quyền của quốc hội, một ông tổng thống mà đưa ra những cái một cái tiền lệ về vấn đề cho phép như vậy đó, thì vậy thì sau này đó là những cái đứa trẻ nó cứ tuôn, nó ào vô đây mà không có làm gì được hết. Dạ vâng, có thể là mình sẽ có một cái giới hạn, đó là theo ý của Linh thôi, là họ có thể ấn tượng như là trong cái khoảng năm từ khi những cái đứa trẻ như là những người mà đã lớn lên rồi, ở trong cái khoảng thời gian từ hai mươi mấy từ cái khoảng thời gian maybe khoảng là từ năm 84 trở lên, trong cái giai đoạn như thế này, chứ mình không nói đến những cái năm sắp tới từ giờ trở đi. À, thật ra thì mình bây giờ chị thấy trong cái đạo luật không có nói cái đó. Dạ thì thành đó, ra cái dạ. Vấn đề này là cái vấn đề phải do luật pháp quy định. Thật đúng ra rồi, là cái phải vấn có đề một này cái quy là định. vấn đề mà quốc hội phải thảo luận và biểu quyết những cái biện pháp đó. Thì cái amnesty thường thường đã cũng có đưa ra từ trước tới bây giờ, nhưng mà khi mà quyết định như cái quyết định của ông Obama đưa ra, nó sẽ tạo nên một cái tiền lệ, và cái tiền lệ này rất nguy hiểm cho cái việc mà nhập cư. Vậy Dạ. Thì cái sự nhập cư bất hợp pháp mà của người lớn thì coi như bất hợp pháp, của con nít thì trở thành hợp pháp hết. Là cái đó mới là cái vấn đề. Và nếu mà đưa ra một cái lúc khác đó thì cái tình hình nó có thể khác hơn. Bây giờ đưa ra trong lúc chỉ còn hơn 4 tháng nữa thôi là tới một cái cuộc bầu cử tổng thống. Thành ra ông Obama đã đem tung hai cái trái bom này vào trong cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Và hai trái bom này nó sẽ quyết định cái vận mạng của ông Obama, bởi vì nó có thể backfire. Dạ. Nó có thể làm cho cái nền cho cái cuộc vận động bầu cử của ông Obama sẽ bị nhiều chỉ trích hơn. Dạ. Thành ra Cũng mình cam go. chờ xem cái quan điểm của các giới chính trị của Hoa Kỳ, bởi vì nó tin quá mới, thành ra vì vậy chưa có những cái nhận định một cách đính xác về cái vụ này. Dạ Bây giờ thì mời chị cho bản tin dạ kế vâng, tiếp. Cảm ơn anh Nam Sơn. Và thưa quý vị, một bản tin kế tiếp cũng rất là làm xôn xao những cư dân mạng lúc gần đây, đó là bản tin về một cô gái mù người gốc Việt đang gây xôn xao trong chương trình của MasterChef. Bản tin này từ Texas cho biết là mới đây thì số đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng gọi là MasterChef mùa thứ ba đã giới thiệu đến khán giả một thí sinh vô cùng đặc biệt, đó là cô Christine Hà, một cô gái gốc Việt bị khiếm thị 33 tuổi, hiện cư ngụ tại Texas. Xuất hiện cùng với một cây gậy trên tay với sự hỗ trợ của chồng, thí sinh này đã lập tức khiến cho bộ ba ban giám khảo của cuộc thi là ông Gordon Ramsay, Joey Battistanic và Graham Elliott cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí là có phần nghi ngờ về khả năng của cô. Thế nhưng chỉ sau đó ít phút, ngoài một vài khuyết điểm nhỏ thì tất cả đều cảm thấy bị thuyết phục bởi món cá kho tộ, một món ăn rất là Việt Nam mà cô Christine Hà đã chế biến. Nhận xét về phần thể hiện này, ông Graham Elliott khẳng định rằng khẩu vị của cô ấy tinh tế hơn bất kỳ người nào trong phòng thi. Còn Joey Battistanic thì chia sẻ đây là một trong những câu chuyện cảm động nhất từng xảy ra ở một chương trình truyền hình thực tế. Ông Joey Battistanic đã không cầm được nước mắt khi xem cô dự thi, và theo ông thì những giác quan khác rất là nhạy bén để đền bù lại cho sự khiếm khuyết của cô. Tuy nhiên, theo cô Christine thì cả ba viên giám khảo đều rất thẳng thắn phê bình trung thực và hoàn toàn công bằng đối với mọi người, không hề dành cho cô một đặc ân nào so với các thí sinh khác. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học tại Houston, Texas, cô không may bị mắc một chứng bệnh hiếm ảnh hưởng đến thị giác, có tên là neuromyelitis optica. Năm 1999, cô đã bị mất thị lực ở một mắt và 6 năm sau thì cô bị mù hoàn toàn. Mặc dù vậy, cô gái gốc Việt vẫn nhất định không từ bỏ niềm đam mê với nấu ăn của mình. Hình ảnh khiến cho cả ba viên giám khảo lẫn khán giả cảm thấy hồi hộp nhất chính là khi cô Christine Hà dùng dao để thái rau. Tuy nhiên, theo như cô gái này tâm sự thì cô là một người cẩn thận và có kỹ năng sử dụng dao khá thành thục. Từ khi bị mất thị lực cho đến nay, cô mới chỉ bị cắt vào tay có một lần mà thôi. Cô tiết lộ, bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng khi trực tiếp nếm các thành phần trước khi sử dụng chúng. Được biết, cô Christine Hà đã mở một trang blog riêng về ẩm thực vào hồi tháng 7 năm ngoái, có tên là The Blind Cook. Trên blog này, cô đã chia sẻ khá nhiều món ăn Việt như là bò lúc lắc, phở gà hay cà ri gà. Và cũng nhờ The Blind Cook mà Christine Hà đã được ban tổ chức của MasterChef biết đến và mời tham gia chương trình. Với sự đồng ý tuyệt đối của bộ ba ban giám khảo, cô gái khiếm thị gốc Việt đã chính thức nhận được vé vào vòng trong, dù khó khăn hơn tất cả các thí sinh còn lại. Thế nhưng cô Christine Hà vẫn rất tự tin vào cơ hội của mình. Cô tin là mình sẽ chinh phục được tất cả bởi tài năng chứ không phải nhờ sự thương cảm. Kính thưa quý vị, một bản tin khác
cũng gây sự chú ý của mọi người là bản tin về ông Rodney King. Chắc quý vị còn nhớ ông Rodney King là một cái người Mỹ da đen đã bị cảnh sát Los Angeles hành hung một cách tàn nhẫn, và cái khi mà cái phim đó được đưa ra đó thì đã gây nên có sự bạo loạn là rất là lớn lao, tốn hàng tỷ Mỹ kim của chính phủ tại tiểu bang California trước đây. Thì ông Rodney King này là một người mà nếu ai mà nhớ tới những cái khoảng thời gian trước khi mà người ta nói tới cái người Mỹ da đen mà bị đánh đập thì ai cũng nói tới Rodney King, yeah, Rodney yeah. King. Thì ông Rodney King này đã được tìm thấy chết ngày hôm qua. Ông chết là do ông, người ta nói rằng theo những cái kết quả sơ khởi thì thấy là ông ta nhảy đi, ông ta tắm ở dưới hồ và ông ta đã bị chết đuối luôn. Và thật ra thì theo lời của cô bạn gái của ông Rodney King, chính là cái người mà đã gọi 911 tới để mà điều tra cái vụ này đó, để mà cứu cấp đó, thì họ tới họ đem cái xác của ông Rodney King lên đó, họ cố gắng làm hô hấp nhân tạo vân vân để cứu sống ông ta, nhưng mà không có thành công và ông ta đã chết. Thì thật ra thì cảnh sát cũng đang ngày hôm nay sẽ đã có lệnh là giảo nghiệm thi thể để tìm hiểu chính yếu cái nguyên nhân của ông Rodney King chết như thế nào. Thì thật ra thì ông Rodney King đã được trước đây đã được bồi thường 3.8 triệu Mỹ kim về vấn đề mà bị đánh đập đó, và nó là một cái vụ án mà cho tới giờ phút này toàn thể nước Mỹ vẫn đều nhắc tới cái điều đó. Những cái người mà đánh đập Rodney King sau đó cũng được tòa tha, cũng được tòa tha, nhưng mà cái về phương diện dân sự thì Rodney King đã thắng một cái vụ kiện đó rất là lớn. Thì đó là một cái điều mà mỗi lần hả thấy có đánh đập mà những cái người bị bắt đó là nó nhắc tới Rodney King. Dạ vâng, như trường hợp của Houston này mình vừa mới xảy ra với cái thiếu niên Chad Hawley thì cũng được nhắc nhở tới, nhưng mà cái anh chàng này lại mới bị bắt về tội ăn trộm nữa đó anh. Dạ thưa mời chị cho bản tin kế tiếp. Và thưa quý vị, bồi thẩm đoàn của thành phố New York đã xét thấy một giám đốc công ty trước đây nổi tiếng có tội nội gián trong việc giao dịch chứng khoán và kết án ông về tội tiết lộ thông tin bí mật cho một người bạn để đầu tư kiếm nhiều lời. Sau 2 ngày thảo luận vào hồi cuối tuần qua, buổi thẩm đoàn đã kết án ông Rajat Gupta, sinh tại Calcutta, về 4 tội danh thông đồng và gian lận chứng khoán, đồng thời tha bổng ông về 2 tội danh khác. Vị doanh nhân 63 tuổi này có thể bị tù mấy chục năm, nhưng theo luật hình sự của Hoa Kỳ, chắc là ông ta sẽ chỉ bị lãnh một án tù ngắn hơn nhiều khi ông nghe bản án vào tháng 10 sắp tới đây. Ông Gupta đã có thời từng là giám đốc của công ty Goldman Sachs, là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Wall Street, và giám đốc của Procter & Gamble, là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng rất là lớn. Ông bị xét có tội tiết lộ thông tin mật của hai công ty này một thời gian ngắn sau khi giữ chức vụ trong ban giám đốc. Các công tố viên nói rằng ông Gupta đã trao thông tin mật cho ông Ray Rajataram, một quản lý của quỹ đầu tư chung, và ông này đã sử dụng những thông tin đó để chọn cách đầu tư. Ông Rajaratnam đã bị kết án hơn 11 năm tù. Thưa quý vị, một bản tin khác rất là quen thuộc với chúng ta đó là vấn đề cuộc bầu cử ở Hy Lạp. Thì cái cuộc bầu cử Hy Lạp đã diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật ngày hôm qua để lựa chọn một cái quốc hội mới. Và quý vị cũng biết rằng cái quốc hội trước là cái quốc hội mà đã không có cái đảng nào chiếm được đa số để thành lập chính phủ, và kết quả là phải giải tán cái quốc hội và bầu quốc hội tới ngày hôm qua. Cái cuộc bầu cử quốc hội mà của Rick này đó là một cái cuộc bầu cử vô cùng quan trọng, phải nói là phải dùng chữ cực kỳ quan trọng, bởi vì nó có thể không những ảnh hưởng tới nước Hy Lạp, tới Âu Châu, mà nó còn ảnh hưởng tới toàn thể thế giới nữa. Bởi vì nếu cuộc bầu cử này mà những cái người mà thuộc đảng Tân Dân Chủ hay đảng Xã Hội, tức là cái nhóm mà chủ trương thắt lưng buộc bụng đó mà không thắng cử đó, thì Hy Lạp sẽ phải ra khỏi khu vực đồng Euro và tạo nên một cuộc hỗn loạn về kinh tế. Và cái cuộc hỗn loạn về kinh tế của Hy Lạp nó sẽ là cuộc hỗn loạn kinh tế của Âu Châu, và đồng thời nó cũng là sự hỗn loạn kinh tế của toàn thể thế giới. Thì người dân Hy Lạp đã đi bầu ngày hôm qua, và tin sáng nay cho biết thì tối hôm qua là Chủ nhật thì họ bầu, thì cái kết quả lần này tạm thời cho biết đó, thì cái đảng Tân Dân Chủ đó là cái đảng mà đã có thắng lợi, họ chiếm được 133 ghế, 130 ghế. Và cái đảng Xã Hội là cái đảng mà thường xuyên cộng tác với lại đảng Tân Dân Chủ để lập chính phủ đó, họ được khoảng 30 ghế nữa. Nghĩa là cái tổng số mà hai cái đảng mà chủ trương thắt lưng buộc bụng này cộng lại đã vượt quá con số 150. Quốc hội Hy Lạp có 300 dân biểu, mà nếu vượt quá 150 thì họ sẽ có thể thành lập chính phủ được. Cái đảng Syriza trước đây họ được 52 ghế, bây giờ
thì theo cái ước tính tạm thời đó thì họ được 72 ghế, và cái ông lãnh tụ của đảng này đã chính thức lên tiếng là nhận thua cuộc. Và như vậy thì cái đã một cái chính phủ mới có thể được thành lập. Và cái điều này có lẽ là ngày mai vậy đó, chúng tôi có thì giờ chúng tôi sẽ nói rõ hơn về những cái tin tức, khi mà chúng tôi có những cái tin tức cập nhật mới nhất chính thức từ cuộc bầu cử thì chúng tôi sẽ thưa chuyện với quý thính giả. Ngoài ra cũng ngày Chủ nhật hôm qua, ngày hôm qua là mày, ngày Chủ nhật rất là quan trọng, cũng ngày Chủ nhật ngày hôm qua thì Ai Cập cũng đi bầu tổng thống. Và theo cái nguồn tin mà sơ khởi cho biết đó, thì cái trong cái cuộc bầu cử này thì cái nhóm Hồi giáo cái nhóm Hồi giáo họ đã claim rằng họ là cái thành phần chiến thắng. Và theo những cái kết quả mà khoảng 80% tỷ lệ phiếu bầu đó, thì ông Morsi đại diện cho cái nhóm Hồi giáo này đó đã thắng cử với vào khoảng 52%. Nhưng mà khi mà cái ông này ông thắng cử đắc cử tổng thống này đó, nó cũng còn nước Ai Cập là còn rất nhiều xáo trộn, là bởi vì cái quốc hội đã bị cái thành phần quân nhân đó thì cho rằng là phải giải tán cái quốc hội này, giải tán quốc hội này. Trong khi đó cái nhóm Hồi giáo này lại xác nhận rằng cái quốc hội này là quốc hội mà hợp lý. Thành ra đây là một cái sự mà đụng chạm rất là lớn giữa cái nhóm Hồi giáo có ảnh hưởng lớn trong dân chúng và một cái chính quyền quân sự mà chỉ tạm thời mà thôi. Vì vậy nếu mà cái nhóm Hồi giáo này đắc cử làm tổng thống thì vậy thì quốc hội, cái nhóm mà quân sự này có trao quyền không, có trao quyền lại cho tổng thống này hay không? Và khi ông tổng thống này ông quyết định là cái quốc hội cũ là cái quốc hội hợp lệ do dân bầu, thành ra cái chính quyền quân sự không có quyền giải tán nó, thì như vậy sẽ có một cái sự đụng chạm rất là lớn giữa cái thành phần quân sự đang nắm quyền tại Hy Lạp và cái thành phần mà Hồi giáo mà nắm quyền do dân bầu. Hai cái này mới là hai cái quan trọng. Mà tiếc rằng hôm nay có nhiều tin quan trọng quá, chúng tôi không có thì giờ để đi vào chi tiết. Thì xin hẹn với quý vị là trong ngày mai chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của những bản tin này. Chúng tôi xin gửi tới quý vị là bản tin về Syria. Thưa quý vị, thật ra thì tình hình Syria ngày hôm nay không có khác gì hết tình hình mà chúng tôi đã trình bày với quý vị trong những ngày trước đây. Bạo loạn vẫn được tiếp diễn ra, tiếp tục hoài, người chết vẫn tiếp tục chết. Những cái tổ chức nhân quyền ở tại Syria đều lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc hãy mạnh tay can thiệp. Và một cái điểm đặc biệt nhất trong ngày hôm nay mà chúng ta thấy là nó sẽ làm thay đổi cái tình hình của Syria, đó là tất cả các 300 quan sát viên của Liên Hợp Quốc đi tới Syria để mà thi hành cái hiệp ước hòa bình mà đã được hai bên công nhận trước đây đó, thì đã tuyên bố đình chỉ. Họ không có tiếp tục làm nhiệm vụ mà kiểm soát hòa bình tại Syria nữa, là bởi vì chính thức cái hiệp định hòa bình đó đã không còn có hiệu lực gì nữa hết. Hai bên vẫn tiếp tục gia tăng cái cường độ chiến tranh và không bên nào tôn trọng hiệp ước hòa bình hết. Vậy thì quan sát viên Liên Hợp Quốc ở lại để làm cái gì? Và thành ra vì vậy là những cái người mà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc đã tuyên bố dứt khoát là không, họ chấm dứt nhiệm vụ. Đây là cái điểm mà vô cùng quan trọng trong cái điểm mà vô cùng quan trọng mà ở tại Syria tình hình mà chúng ta thấy. Vì như vậy thì chắc có thể chúng tôi cũng sẽ có nhiều dịp để trở lại với quý vị trong những cái ngày tới đây về tình hình Syria. Nhưng mà nói chung thì tình hình Syria cho tới giờ phút này vẫn không có một cái lối thoát nào hết, và người ta đều phải chờ đợi coi cái Liên Hợp Quốc sẽ giải quyết thế nào. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thời sự của Hoa Kỳ và thế giới. Sau phần quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại ngay với những bản tin thời sự quốc tế khác trong phần 2. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Đây là đài Ven TV 55.2. Xin cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của đài Ven TV trên làn sóng 55.2. Đài truyền hình tiếng Việt đầu tiên tại thành phố Houston được phát hình 24 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi là Nam Sơn và Thục Linh xin chào tái ngộ cùng quý vị trong chương trình thời sự hôm nay phần 2.
Và thưa quý vị, trong phần tin thời sự quốc tế ngày hôm nay, một bản tin cũng đáng chú ý, đó là vụ đánh bom liên hoàn vào 5 nhà thờ ở Nigeria. Vào ngày hôm qua, ở tiểu bang Kaduna ở miền Bắc Nigeria đã bất ngờ rung chuyển bởi 5 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào các nhà thờ Công giáo, làm ít nhất cho 19 người bị thiệt mạng và 40 người bị thương. Theo Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp Quốc gia Nigeria, gọi tắt là NIMA, các vụ nổ đã xảy ra gần như là đồng thời tại 5 thị trấn và thành phố khác nhau của tiểu bang Kaduna, có đông người Cơ Đốc giáo sinh sống. Hai vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại các nhà thờ ở quận Gusasa và Sabokari thuộc thành phố Zaria, làm ít nhất 7 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Người dân địa phương ở gần hai nhà thờ này cho biết vụ đánh bom đã làm cho cả hai nhà thờ bị hư hại rất là nặng. Một nhân chứng và cũng là nạn nhân của vụ đánh bom đã trả lời phỏng vấn khi nằm trên giường bệnh rằng có rất nhiều người bị thương ở bên trong nhà thờ ở quận Gusasa. Chỉ vài giờ sau đó, một vụ nổ thứ ba với sức công phá cực mạnh cũng đã xảy ra tại một nhà thờ ở tiểu bang Kaduna, nâng con số thương vong trong ba vụ nổ đầu tiên lên ít nhất là 12 người bị thiệt mạng và 80 người bị thương. Hai vụ đánh bom cuối cùng xảy ra tại các nhà thờ ở vùng Nasarawa và Banawa thuộc khu vực của phía Tây, của khu vực phía Nam Kaduna. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại của hai vụ đánh bom này chưa được xác định. Ngay sau khi xảy ra hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu trên, chính quyền của tiểu bang Kaduna đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trong 24 giờ nhằm ổn định lại tình hình. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận gây ra các vụ đánh bom trên, song một số nhà quan sát cho rằng rất có thể nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram là thủ phạm. Đây cũng là nhóm bị cáo buộc gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Nigeria, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người kể từ giữa năm 2009 cho đến nay. Nhóm này từng tuyên bố sẽ đấu tranh cho việc khôi phục lại thời kỳ Hồi giáo Caliphate cai trị ở khu vực của miền Bắc Nigeria. Thưa với chị, là bản tin sáng ngày hôm nay, tin giờ chót coi được thì cho biết là đúng là cái nhóm Boko Haram này đúng là hả? Cái nhóm mà thực hiện ba cái vụ này. Và theo tin của Cơ quan Hồng thập tự quốc tế cho biết đó, thì là cái số người chết cao hơn nhiều lắm, 50 người chết và 130 người bị thương trong ba cái vụ đánh bom ngày hôm qua. Tại vì khi họ vừa mới đưa lên tin thì chỉ có bấy nhiêu họ thì có lúc thể đó kiểm họ định mới được nổ ra thôi. Thôi, thành ra họ đưa tin liền như vậy. Nhưng mà sáng nay đó thì sau khi tổng kiểm chứng lại, lại, họ tổng kết lại thì đến 50 người chết rồi. Mà con số người chết đó sẽ còn tăng lên rất nhiều, bởi vì trong số lượng 130 người bị thương thì có một số người đang ở trong tình trạng rất là nặng nề và có thể chết. Thành ra đây là cái nhóm Boko Haram đó chứ không có phải nhóm nào khác. Chính là họ là tác giả của tất cả những vụ đánh bom hầu hết từ xưa tới bây giờ ở tại Nigeria. Dạ vâng, tuy là cái bản tin đưa ra ngày hôm qua không nói rõ nhưng mà ai cũng đã hiểu là chính cái nhóm này là thủ phạm. Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, một bản tin ngắn nhỏ kế tiếp nhưng mà tin cũng rất là hay về cái việc tối cao Pháp viện Thụy Điển đã ra một cái phán quyết về cái vụ kiện hình ảnh tình dục trẻ em nhắm vào một họa sĩ chuyên vẽ hình hoạt họa. Thưa quý vị, cái vụ này đã xảy ra lâu rồi ở tại Thụy Điển từ năm 2011, và cái người họa sĩ này tên là Simon Lundberg. Ông ta là một người chuyên môn là vẽ lại những cái hình, dịch lại những cái hình hoạt họa mà những cái hình này phát xuất từ Nhật Bản. Thì là đây, cái điểm đáng lưu ý mà chúng ta lưu ý ở chỗ này đó là hình này là chỉ hình hoạt họa mà thôi chứ không phải là hình thực. Trong khi đó, luật pháp của Thụy Điển đó thì là với những cái việc mà liên quan tới tình dục của trẻ em đó là cái luật pháp nó hạn chế cái người thật. Những cái hình thật của những đứa trẻ mà đưa lên mạng thì mới bị tội. Còn cái hình vẽ thì không có được luật pháp nói tới. Lúc đó họ không nghĩ tới cái trường hợp này. Nhưng mà khi mà cái trường hợp ông này xảy ra thì ông này đã bị cảnh sát tới bắt. Và khi check ra trên computer của ông ta đó thì có nhiều, rất nhiều cái hình ảnh mà cùng loại như vậy. Và ông ta đã bị hai cái tòa án của Thụy Điển xét xử mà tù về cái việc này. Và ông đã kháng án lên tố cáo pháp viện. Thì ở trước tố cáo pháp viện thì luật sư của ông ta cũng đã nói rằng đây chỉ là những hình vẽ. Mà những cái hình vẽ này đó là từ Nhật Bản đưa qua đây ha, mà nó không có vẽ một cái người thực nào hết theo như luật pháp quy định. Thành ra vì vậy thì không thể buộc tội ông ta được. Thì tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết mà rất là mâu thuẫn. Cái phán quyết của tối cao pháp viện là cái việc những hình này chỉ là những cái hình vẽ
cho nên là không thể buộc tội ông ta được. Nhưng mà ngược lại tới hỏi viện lại nói rằng trong số hình vẽ đó có một cái tấm hình đã vi phạm cái luật lệ của Thụy Điển, mà nó cũng lại là hình vẽ nữa. Thành ra cái đoạn trên của cái bản án của tư pháp viện thì nói rằng hình vẽ thì không có bị tội, nhưng mà cái đoạn dưới thì nói rằng cái hình có một trong số những hình vẽ đó đã vi phạm. Cuối cùng tư pháp viện đã tha bổng cho ông ta. Cái đỡ khổ là tha bổng cho ông ta. Thật ra cái điều này mình nên biết theo cái khái niệm của luật pháp. Cái gì mà luật pháp không cấm là người ta có quyền làm. Đó là một nguyên tắc căn bản của tất cả những cái người mà khi mà phải biết về luật pháp là luật pháp không cấm là mình có quyền làm. Như vậy chắc có lẽ sau cái vụ... Thành ra sau cái vụ này luật pháp sửa đổi lại như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà bây giờ nếu mà không sửa đổi lại thì đây là một cái án lệ mà của tòa án tối cao họ đưa sẽ ra dựa vào đó. Là hình vẽ là không có bị tội. Như vậy thì những cái hình vẽ sau này, nếu mà những cái hình vẽ đó mà thật sự là thí dụ xin lỗi quý vị là tục tiểu nhiều hơn nữa đó, cũng không thể bắt tội người ta được. Bởi vì luật không cấm và tố cáo pháp viện nói hình vẽ không sao mà. Thành ra cái đây là một cái vụ án rất là tế nhị. Nếu mà những người am tường luật pháp thì người ta sẽ có thể lợi dụng cái bản án này để mà làm, ngay cả ở Mỹ cũng vậy đó. Người ta có thể lợi dụng một bản án tòa án Thụy Điển tối cao đã từng tuyên bố vậy để làm vậy, vậy. Thành ra cái chuyện đó là một cái chuyện mà hoặc là quốc hội phải đặt ra đạo luật thêm cái đó rõ ràng hơn. Chắc có lẽ trong tương lai họ sẽ có thể chắc có lẽ làm thì như vậy. Nếu họ thấy cái đó là quá đáng thì họ phải làm luật để ngăn chặn lại. Thành ra nếu mà luật pháp không có cấm là họ có quyền làm. Thành ra vì vậy những cái hình vẽ này mà mình thấy những cái hình vẽ trên hí họa của Nhật Bản mà đưa ra trên hình mà mình thấy đó, thật ra nó cũng không phải là quá đáng lắm ha. Nhưng mà nước Thụy Điển là một nước về vấn đề tình dục là rất là cởi mở ha, mà những hình vẽ đó lại bị cảnh sát bắt. Tôi đọc cái tin đó tôi lạ là ở chỗ nhưng đó mà đó. Có lẽ là tại vì họ vừa có cái sự bảo vệ trẻ em, họ không muốn hình ảnh của trẻ em được đưa em ra để mà làm thành một cái hình ảnh không có được đẹp mắt cho lắm. Dạ, vấn đề là bảo vệ trẻ em. Nhưng mà cái hình vẽ một đứa trẻ, rồi làm sao biết cái hình vẽ đó là 16 tuổi hay 18 tuổi và 17 tuổi hay 18 tuổi, chị thấy không? Nếu mà cái hình thực thì mình còn nói được, còn đấy là dễ. Đó là những cái bức tranh trừu tượng không ạ? Ra vì vậy đây là một bản tin rất là thú vị, nhưng mà cuối cùng thì là ông ta cũng đã được tha bổng. Dạ vâng, may mắn cho ông. Mời chị. Vâng, và thưa quý vị, quay sang bản tin tại Na Uy, đó là tại thủ đô Oslo của Na Uy, trong bài diễn văn nhận giải Nobel hòa bình mà bà được trao tặng cách đây 21 năm, là đó là nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi, bà đã cam kết tiếp tục công cuộc đấu tranh về dân chủ và kêu gọi tiến hành hòa giải dân tộc. Bà nói rằng Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ và chính bản thân của bà sẵn sàng và mong muốn làm hết khả năng cho tiến trình hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, bà Suu Kyi cũng bày tỏ sự lạc quan thận trọng về quá trình dân chủ hóa hiện nay tại Miến Điện do Tổng thống Thet Sen tiến hành. Nhưng theo bà, không phải vì không tin tưởng vào tương lai của đất nước, nhưng vì bà không muốn khuyến khích một sự tin tưởng mù quáng. Bà Suu Kyi lấy làm tiếc rằng thái độ thù nghịch vẫn chưa chấm dứt, mặc dù chính quyền của Naypyidaw đã ký kết nhiều thỏa thuận ngưng chiến với nhiều nhóm thiểu số nổi dậy. Nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện muốn nhắc đến cuộc xung đột giữa những người Phật giáo và Hồi giáo tại tiểu bang Rakhine và các vụ giao tranh giữa quân đội và những người thiểu số Kapin ở phía bắc Miến Điện. Thông điệp hòa giải dân tộc của bà Aung San Suu Kyi đã được công luận hoan nghênh nhiệt liệt. Tổng thống Pháp ông François Hollande đã nhận định rằng nhà đối lập Miến Điện đã đưa ra một bài học cao cả cho nền dân chủ. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo lại cũng là một bản tin từ Miến Điện về cái việc mà báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền của Miến Điện và cảnh báo rằng những cái sự xung đột đang xảy ra ở tại Miến Điện sẽ làm cản cái bước tiến cho cái tiến trình dân chủ của Miến Điện. Thì như tin chị Thục Linh vừa nói hồi nãy đó về vấn đề bà Aung San Suu Kyi, thì thật ra cái hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi ngày hôm qua khi bà đọc cái bài diễn văn trước cái quỹ ban mà phát giải thưởng Nobel dần dần đó, thì hình ảnh đó đã được nhiều người nhắc tới trong ngày hôm qua. Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp, là bởi vì bà đó, bà Aung San Suu Kyi bây giờ đó hầu như bà được coi như là một thần tượng của một cái sự cải cách dân chủ, một thần tượng của một nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa, có kiến thức, có đức độ ha. Và cái đức độ và cái kiến thức của bà đã thay đổi được cái cục diện của Miến Điện ha. Bà chắc có lẽ là lịch sử của Miến Điện sẽ không bao giờ bỏ sót tên của bà trong cái chắc chắn là như vậy. Bà sẽ
có lẽ bà Aung San Suu Kyi sẽ chiếm nhiều trang trong cái lịch sử Miến Điện về sau này, thì đã được cả cái cộng đồng quốc tế ca tụng bà ta. Trong khi đó thì ở tại Miến Điện bây giờ nó có những cái tình trạng mà nó căng thẳng về vấn đề sắc tộc. Ở tại cái Rakhine đó là cái thành phố, mà thành phố này do một cái sắc tộc thiểu số ở đây. Cái sắc tộc thiểu số này là người Hồi giáo. Cái thành phần Phật giáo ở tại cái vùng này đã tương đối rất ít. Nhưng mà do một cái vụ hãm hiếp của một người Hồi giáo đối với một phụ nữ Phật giáo, thì cái người Phật giáo đã nổi lên và đã giết 10 người Hồi giáo. Thì lúc đó cái tình trạng lại xảy ra rất là nặng nề, và làm cho khoảng 30.000 người bây giờ đã phải di tán để tìm cái sự tị nạn ở trong cái vùng khác. Thì chính quyền Miến Điện đã tức tốc gửi người tới, và đồng thời Liên Hợp Quốc cũng đã đưa người tới để mà tìm cái cách ngăn cản. Hiện bây giờ thì chính quyền Miến Điện đã đưa quân đội tới đây, và quân đội đã tạm thời ổn định được cái tình hình. Nhưng mà cái sự ổn định này chỉ là tạm thời mà thôi, là bởi vì cái vùng mà phải làm sao cho cái sự phân biệt sắc tộc giữa những cái sắc tộc, người Miến Điện nó có nhiều sắc tộc lắm, thành ra cái gì giữa cái sắc tộc này và những cái người Phật giáo, đa số là Phật giáo, nhưng mà cái vùng này đa số là Hồi giáo, người Phật giáo rất ít, nhưng mà họ được hậu thuẫn của cả khối Phật giáo trên nước Miến Điện. Thành ra nếu mà cái tình trạng mà phân cách sắc tộc này mà không được giải quyết ổn thỏa đó, thì Miến Điện sẽ lại lâm vào cái cảnh mà mình tạm gọi là như là thánh chiến giữa hai bên ha. Mặc dù đây là sắc tộc nhưng mà tôn giáo khác nhau nữa, một nhóm đạo Hồi, một nhóm đạo đạo Phật. Dạ vâng, nhưng mà trong các nguồn tin trước thì cũng có nói là cái nhóm Hồi giáo nằm ở trong gần cái khu vực đó cũng là một cái nhóm mà rất là nhỏ, thường hay bị đàn áp rất là nhiều. Nhưng mà họ lại được hậu thuẫn của cái nước láng giềng. Cái nước láng giềng đó là Bangladesh ở bên đó, thì Hồi giáo ở bên đó cũng rất là đông. Thành ra vì vậy mà cho nên hiện bây giờ họ vượt sông, họ qua bên kia biên giới, họ tị nạn dân dân. Thì cái tình trạng này Liên Hợp Quốc sẽ phải tới giải quyết, và chính quyền Miến Điện phải rất là khéo léo và tế nhị để mà ổn định lại tình trạng, ổn định lại tình hình. Và làm cái ổn định lại thì dễ, khi có mặt quân đội ở đó để ổn định lại thì dễ. Nhưng mà làm sao cho các sắc tộc này tiếp tục sống chung trong cái hòa bình để mà cải tiến đất nước, cái tiến trình dân chủ nó không bị có lẽ là phải nhờ rất là nhiều ở những lãnh đạo của lãnh đạo tôn giáo của cả hai bên để có thể ngồi xuống mà hòa hợp làm việc với nhau thì mới có thể hy vọng như vậy chị. Ổn định được cái tình hình. Bản tin kế tiếp. Vâng, một bản tin kế tiếp cũng khá là lý thú đó thưa quý vị. Bản tin này từ Trung Quốc, là hiện họ đã đưa 3 phi hành gia vào không gian trong khuôn khổ của những nỗ lực nhằm trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới có một trạm không gian thường trực trên quỹ đạo của trái đất. Các phi hành gia, trong đó có một người là phụ nữ, sẽ làm việc trên một trạm không gian hơn một tuần. Các nhân viên của trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền trong tỉnh Cam Túc ở miền Tây Trung Quốc đang thực hiện những công tác để chuẩn bị phút cuối cùng cho phi thuyền gọi là phi thuyền Thần Châu số 9 được phóng lên không gian vào ngày mai thứ ba. Thưa quý vị, việc chạy thử các hệ thống chính của phi thuyền Thần Châu 9 đã hoàn tất, phi hành đoàn ở trong tình trạng tốt và mọi công tác chuẩn bị đã được thực hiện. Phi thuyền Thần Châu 9 sẽ tách khỏi hỏa tiễn pha tự động, cập vào trạm không gian Thiên Cung 1, là một mô đun không gian đang bay trên quỹ đạo cách mặt đất hơn 300 cây số. Sau khi phi thuyền cập vào Thiên Cung 1, các phi hành gia sẽ vào trạm không gian và sinh sống ở đó gần 2 tuần lễ để tiến hành các cuộc thử nghiệm khoa học. Phi hành đoàn cũng sẽ thực tập việc cập tàu qua những thao tác của con người thay vì cập tàu tự động. Phi thuyền Thần Châu 9 đã được phóng đi từ trung tâm Tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vào chiều thứ Bảy giờ địa phương. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp thì cho biết rằng hôm nay cảnh sát của Nhật Bản thông báo là đã bắt được một cái can phạm tên là Katsuya Takahashi, nghi can cuối cùng trong cái vụ tấn công tàu điện ngầm ở Tokyo hồi năm 1995, làm 13 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương. Cái can phạm này là 54 tuổi, đã bị câu lưu khi đã rời khỏi một quán cà phê trong khu vực phía nam của thủ đô Tokyo. Theo các nguồn tin cho biết thì nghi can đã tham gia vào vụ tấn công nói trên sau khi nhận được lệnh của cấp trên trong hàng ngũ giáo phái OM,
Giáo phái này là một cái giáo phái chắc quý vị cũng còn nhớ là trong cái vụ mà tàu điện ở Nhật Bản trước đây đã gây kinh hoàng chẳng những cho nước Nhật Bản mà nó còn cho cả thế giới nữa. Bởi vì cái phương pháp thi hành của họ sẽ có thể được học hỏi và được lặp lại ở nhiều nơi khác. Họ đưa những cái bao chất độc vào trong cái tàu điện và họ đồng thời họ 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 đâm thủng những cái bao đó ra đặng để cho chất độc lan tràn ra và đã gây cái kinh hoàng cho Nhật Bản và cho thế giới. Thì cái giáo phái này đó nó có vào khoảng 10.000 người và họ cái sự tin tưởng của họ rất là, mình không có thời gian để nói nhiều về chi tiết của những cái này, nhưng mà những cái vụ mà bom nổ ra như vậy người ta rất lo ngại là nó sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Thì cái giáo phái này đã làm, không phải đây là vụ duy nhất nhưng mà đây là vụ lớn nhất. Những cái họ đã làm những cái vụ khác tương tự như vậy nhưng mà cái kết quả thì nó nhỏ hơn là cái vụ tàu điện này. Thì cái ông giáo chủ nè, ông cái giáo chủ của giáo phái này đã bị bắt và bị xử tử hình. À, nhưng mà cái can phạm trong cái vụ này, cái anh này đó cho tới giờ này là 13 mới năm sau anh. 13 năm sau Dạ. anh ta mới bị bắt. Thì đây là những cái người cuối cùng thôi. Tuy nhiên cái hoạt động của giáo phái này đã hoàn toàn bị cấm chỉ và hoàn toàn tê liệt ở tại Nhật Bản, không còn nghe nói tới trong nhiều năm nữa. Nhưng mà cảnh sát vẫn theo dõi và lùng bắt tất cả những cái nghi can trong cái vụ này, và anh này là một trong những người mà người ta đã tìm từ lâu rồi, tới bây giờ thì mới bắt được anh ta. Dạ vâng, cuối Cảm ơn cùng là cũng chị. được bắt. Và một bản tin kế tiếp từ Ấn Độ, đó là cảnh sát Ấn Độ hiện vừa giải thoát được 108 trẻ em đã bị bắt làm nô lệ lao động tại tỉnh phía Tây của nước Ấn. Hầu hết các em đang làm việc cho một nhà máy sản xuất chuyên về dệt may. Một chủ nhân đã thuê mướn những trẻ em để làm việc từ 16 tiếng cho đến 20 tiếng mỗi ngày trong điều kiện làm việc thật là tồi tệ. Với lại các em đã được trả là rất là ít tiền. Tuổi của các em ở dưới 14 tuổi chỉ có một số từ 14 cho đến 16 tuổi mà thôi. Có tất cả 150 nhà máy may tại Dago Show ở tỉnh Mandapura. Các em được lấy từ các tỉnh xa xôi, chẳng hạn như là ở Uttar Pradesh, ở Bihar và Nepal. Tình trạng trẻ em làm nô lệ lao động đang trở thành vấn nạn trước sức mạnh kinh tế của Ấn Độ hôm nay. Có đến 60 triệu trẻ em được ước tính đang làm việc ngày đêm trong các điều kiện nguy hiểm và tệ hại nhất từ nhiều năm nay. Nhờ một người chỉ điểm, cảnh sát mới khám phá vụ mới nhất, chưa kể là do tham nhũng và hối lộ. Nhiều địa điểm có trẻ em lao động đã được công an bao che cho, vì thế cho nên đến cái tiến trình để kiểm soát cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Bản tin cuối cùng mà chúng tôi xin gửi tới quý vị là bản tin từ Trung Quốc. Quý vị còn nhớ trước đây chúng tôi đã loan tin với quý vị về cái bản tin một cái người phụ nữ tên là Phùng Kiến Mai của Trung Quốc đã bị ép buộc Phải phải phá phá thai cái thai mà 7 7 tháng tháng rồi, là tức là sắp sanh rồi đó. dạ. Và cái kết quả đã được đưa ra là sau khi phá thai đó thì cô đã sanh ra một đứa bé gái và đứa bé gái đó là chết. Dạ. Thì cái sự việc này đã gây chấn động không phải chỉ riêng Trung Quốc mà trên toàn thể thế giới, là bởi vì cái hành động rất là tàn nhẫn của cái chính quyền địa phương này. Bởi vì cái chính sách chung của Trung Quốc là chỉ có một con mà thôi, nhưng mà một cái điều mà những cái người mà phụ trách về chính quyền ở tại Trung Quốc đó, họ 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 đã không có áp dụng đúng luật của Trung Quốc luôn nữa. Luật của Trung Quốc là nói chung là chỉ có một con, nhưng mà ở những vùng nông thôn hẻo lánh đó thì được quyền có hai con. Là thành ra cái nơi mà cô Phùng Kiến Mai này ở Là đó vùng nông thôn là xa cái xôi. vùng nông thôn xa xôi, và vì vậy dù dù cho là chính quyền mà có áp dụng cái luật lệ gì nữa thì cũng không thể bắt người ta phải có một con, cổ có quyền có hai con, nhưng mà họ áp dụng cái luật là một con và họ bắt cô này phải phá thai. Rồi mà nếu mà không phá thai đó thì phải đóng cái tiền thế chinh, là cái tiền mà tiền không phải thế chinh, cái tiền tiền phạt. Mà cái tiền phạt này lên rất cao, mà chị biết cái lý do mà cái tiền phạt là cái gì không? Là đóng số tiền đó là để cho là coi như là cái gánh nặng của xã hội phải phải chịu khi mà cô có tới hai người con. Thành ra cái vô lý lắm, Dạ. cái số tiền phạt là lên Nhưng lên mà đã. người ta sanh con, người ta nuôi ở bên, chắc chắn là họ không có cái những cái chương trình phúc lợi xã hội như ở bên Mỹ, thì làm Dạ sao là dạ gánh nặng xã thành hội được? ra họ mà cái không phải ở cái chỗ phạt không đó, nhưng mà bị vì cái cô này cổ không có tiền để đóng cái tiền phạt mà họ đó đó, họ mới xông vô nhà cô này, bắt cô này, mấy người Đè cô đều 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 bắt. cô này lại bệnh viện, đem vô bệnh viện đè cô này ra chích thuốc và cô ta mê đi.
Sau khi cô ta tỉnh lại thì cô ta biết rằng cô ta đã sinh ra một đứa bé gái và đứa bé gái đó chết do cái sự chích thuốc và làm như vậy, một hành động vô cùng tàn Nhưng mà cái hành động như vậy cũng có thể đưa đến cái sự tử vong cho người mẹ nữa. Ồ nha. Rồi sau khi mà xong xuôi như vậy rồi đó thì cái gia đình cô này mới đưa lên phản đối, và cái sự việc đã đưa lên trên mạng và nhiều người biết tới. Thì ngày hôm nay chính quyền Trung Quốc đã chính thức xin lỗi cái cô Phùng Kiến Mai này. Họ đã nói rằng họ sẽ trừng trị những cái giới chức địa phương. Thì cái bản tin cũng cho biết rằng những cái người mà dính líu tới nội vụ này đã hoàn toàn trước nhất là họ đã bị cách chức rồi. Những cái biện pháp luật pháp và xử án như thế nào thì mình chưa biết, nhưng mà đầu tiên là tất cả những người đó đã bị cách chức, và chính quyền Trung Quốc đã xác nhận rằng trên nguyên tắc cô Phùng Kiến Mai này có quyền có đứa con thứ hai, bởi vì ở cái nơi cô cư ngụ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là không có thể mà dùng cái biện pháp cưỡng chế như vậy mà để bắt một cái người đàn bà mà đã tới 7 tháng tuổi rồi mà phải phá thai, thì như vậy là không có đúng nữa. Là hai cái điều đó chính quyền địa phương ở đây đã hoàn toàn, một thứ nhất là sai luật, thứ hai là bạo hành người sản phụ đó một cách quá đáng về phương diện nhân đạo, thì cái điều đó hoàn toàn là sai lầm. Chính phủ Trung Quốc từ cấp trung ương tới cấp địa phương đều đã lên tiếng và đã xác nhận rằng đây là một hành động hoàn toàn sai lầm của chính quyền địa phương. Nhưng mà vấn đề bồi thường thì không biết là có nói đến không ạ? Vấn đề bồi thường thì trong tất cả các bản tin đều không nói đến cái sự bồi thường này, nhưng mà chắc có lẽ là sẽ có những cái bồi thường thích đáng cho cái cô một này. Một cái câu hỏi nữa là, nhưng mà họ có nói tới cái này là cái số tiền mà tạm đóng của cô kia đã đóng một phần tiền rồi nhưng mà không có đủ, rồi phải đóng thêm nữa, thì cái số tiền đó đã được trả lại cho cô ta. Dạ vâng, một cái câu hỏi nữa là một cái sinh mạng của đứa bé 7 tháng tuổi mà đã bị giết chết một cách áp bức như vậy, thì tất nhiên là những lãnh đạo địa phương cũng có một cái liên đới là phạm vào một cái tội giết người chứ phải không ạ? Tại vì đó là một cái sinh mạng rồi, thì không biết họ sẽ xử thì ra sao? Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những cái nhận định, và những nhận định đó họ tố cáo chính quyền Trung Quốc đã mình dùng cái chữ của mình nha, chứ không phải cái chữ của chính quyền, là coi như là một hành động đó rất là dã man khi mà đã làm cái đó. Thì đã nhiều lần rồi chính quyền Hoa Kỳ đã lưu ý chính quyền Trung Quốc về cái đạo luật mà phá thai này. Chính cái ông Trần Quang Thành là một cái người mà chúng ta hãy nói tới về cái việc ông ta trốn vô tòa đại sứ để kêu dân dân. Ông ta là cái người đã bị ở tù 4 năm vì cái việc ông ta chống đối lại với cái luật phá thai như vậy. Và ông ta đã bị 4 năm tù. Sau khi tù ra, ông ta bị quản chế. Ông ta trốn ra khỏi nhà lên tòa đại sứ Hoa Kỳ, và kết cuộc đã cái vụ đó chấm dứt bằng cách là ông ta đã được đi du học ở bên Mỹ. Và hiện tại bây giờ đang ở tại New York. Thì cái vấn đề cấm phá thai này là một vấn đề gây nhiều tranh cãi ở tại Trung Quốc, và Trung Quốc đã bị tất cả các quốc gia dân chủ họ tố cáo rằng đây là một cái sự hoàn toàn là vô nhân đạo đối với người phụ nữ. Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần thời sự hôm nay của đài truyền hình Ven TV 55.2 tại Houston, Texas, nhằm cung cấp những thông tin thời sự đa dạng và cập nhật đáng chú ý vừa mới xảy ra. Phần thời sự hôm nay cũng được sự bảo trợ của chợ Fiesta, của trung tâm Hollywood Dentist và của cơ sở Quick Cash Funding. Một lần nữa, chúng tôi là Nam Sơn cùng với Thục Linh xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị cùng gia quyến thật nhiều vui tươi, an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.